Dạ vâng, em chào các bác đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nhà, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại của em là 0936 525 998. Số này em có kết nối luôn cả Zalo các bác nhé. Từ hôm nay em lại đang có một cái cặp bánh để gửi đến các bác tham khảo đây. Cặp bánh này của em mang thương hiệu Mavic, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ nước Pháp các bác nhé. Bánh này thì được em tuyển chọn từ bên Nhật về. Bánh về thì đây, nó có đầy đủ sách vở hướng dẫn sử dụng các bác nhé. Ở trong đây thì nó nguyên bản từ Nhật về, em còn chưa bóc ra các bác này. Ở đây thì nó còn có cả hai cái nút chặn ghi đông các bác này. Đấy. Có cả cái cục chuyển đổi từ trục lớn sang dùng ti bật các bác nhé. Nguyên bản từ Nhật về người ta gửi cho em đây. Cặp bánh này của em thì nó có một cái phiên bản rất chi là đặc biệt, phiên bản Tour de France. Bản này thì nó là bản giới hạn các bác nhé. Dòng bánh này thì nó sản xuất không nhiều. Đấy. Tháng trước thì em có bán một cặp. Đấy, tháng này thì rất là vô tình và may mắn thì em lại được sở hữu một cặp nữa. Đó. Cặp bánh này của em thì nó sử dụng cối là cối 11. Dùng được cho Shimano và Yazan các bác nhé. Đó, đây. Và nó dùng là dùng trục lớn các bác nhé. Đấy. Trục này là trục... trục lớn là trục 12 các bác này. À. Những cái chiếc xe phanh đĩa đời mới là hầu như là 99,9% là sử dụng những cái loại mà trục ti lớn này các bác nhé. Và cái chiếc và cái cặp bánh này thì nó sử dụng là vỏ ruột rời. Bánh hôm nay em bán thì có các bác này thì nó có cả bao gồm cả lốp luôn các bác này. Đấy. Và nó có cả đĩa luôn các bác nhé. Đó. Về các bác chỉ có gắn líp vào là sử dụng thôi. Bánh này bản cao 5 cm. Đây, các bạn bản 5 cm các đó. Đây. Bánh này nó về ở trong cái tình trạng là cực kỳ mới luôn, rất chi là mới các bác nhé. Ở trên đây thì nó có vẽ bản đồ của Tour de France. Cái bản đồ này có nghĩa là những cái vận động viên mà tham dự cái giải Tour de France sẽ đi qua những cái địa điểm này. Đấy. Nó có vẽ ở trên bản đồ đấy các bác nhé. Đó. Nan là dòng này thì nó sử dụng là nan dẹp. Bánh nó rất chi là mới luôn. Các bác nhìn cái cối của nó này. Đấy, cái chỗ trắng trắng này là nó là mỡ các bác nhé. Đấy, nó là mỡ trắng này. Đấy, đây này. Nó là mỡ trắng. Đấy. Nó dạng như kiểu gần như kiểu là mỡ dùng cho bạc đạn ceramic các bác. Cái phần carbon của nó thì hầu như là em chưa nhìn thấy có một cái vết xước nào các bác nhé. Chưa thấy có xước luôn. Đây. Đấy. Rất chi là mới luôn. Và đây là cái mayer sau của nó đấy các bạn này. Đấy. Cái dòng Mavic này thì nó chỉ có đúng một cái đường chỉ màu vàng này các bạn nhé. Đấy. Nó thể hiện cái logo của Mavic thôi. Kể cả trên cái cặp bánh này cũng thế. Đây, đây, đây các bạn này. Đấy. Cái cặp lốp này là nó cũng nguyên bản luôn các bạn nhé. Cặp lốp này là cặp lốp của Mavic, nó sinh ra là để nó đi kèm với cặp bánh này đấy các bạn này. Đây này. Đấy, ở chỗ này nó có một cái đường chỉ màu vàng và trên cái lốp này nó có một cái hình tam giác màu vàng. Đấy là nó thẳng vào cái đường chỉ này luôn các bác nhé. Ở đây là cái bánh trước của nó các bác này. Đấy. Đấy. Bánh trước này nó cũng thế các bác này. Đấy. Bánh này nó rất là hiếm luôn. Nó là bản giới hạn. Đấy. Bác nào cực kỳ may mắn và có duyên thì mới được sở hữu cặp bánh này các bác nhé. Cái dòng Mavic đời mới thì nó sản xuất tại Romania. Ở đây là cái mã vạch của nó đấy các bác này. Đó. Dòng này là dòng Mavic Cosmic Pro Carbon SL UST các bác nhé. Đọc hơi bị dài dòng đau mồm một chút. Đấy. Rất chi là mới. Đây. Cái nan, cái chân nan thứ này. Tất cả rất là mới các bác nhé. Đây là mayer đằng sau của nó. Đây, bạc đạn. Bánh này nó xuất xưởng giá rất chi là cao. Giá rất chi là cao các bác nhé. Nhật nó mua mới đâu hơn 300 nghìn điên các bác. Nó loanh quanh nó cũng tầm khoảng 6, gần 60 triệu đấy các bác ơi. Nếu mà tính vào cái giá man ở thời điểm hiện tại. Đấy. Nó rơi vào tầm khoảng gần 60 triệu đấy các bác này. Đấy. 60, gần 60 triệu rồi đấy. Đấy. Bánh còn cực kỳ đẹp luôn. Hầu như là chưa nhìn thấy có xước sát gì các bác nhé. Đấy. Nó như kiểu là vừa ở trong cửa hàng ra các bác. Bánh này thì các bác đưa lên xe thì nó là quá đẹp rồi.
rất chi là đẹp luôn. Đấy. Cái này khả năng là trời tối các bác, cái này trời tối là nó sẽ nổi những cái đường này lên các bác này. Đây này. Nó như kiểu là nó phản quang ấy các bác. Đấy, nếu mà trời tối. Ở đây là cái đĩa này. Đĩa. Japan. Đấy. Đĩa này thì nó là dòng SMZT81, thế cái thằng này thì nó tương đương với cái dòng UTGRA các bác nhé. Đó. Đây là cái lốp của nó này. Lốp cực kỳ mới luôn các bác ơi. Đây. Hiện tại thì cái lốp này nó là dòng lốp tube LED các bác nhé. Đây các bác này. Cái lốp này nó là lốp không xăm. Bác nào mà muốn xài cái loại có xăm lốp cái thứ có ruột là các bác thay vào là dùng bình thường các bác nhé. Nó là dòng vỏ ruột nhưng mà nó kết hợp là xài được cả tube LED. Tube LED thì nó là loại không xăm. Đi thì chắc chắn là nó sẽ bay xe và nó êm hơn các bác nhé. Nó sẽ êm hơn là cái thằng có nghĩa là có xăm. Đấy, đây các bác này. Đấy. Rất chi là mới luôn. Đấy. Quá đẹp luôn các bác ơi, đẹp miên man luôn các bạn. Đấy. Cái này ráp lên xe để ngắm cũng sướng rồi các bác ơi. Để ngắm cũng sướng rồi các bạn. Đấy. Đây. Bạc đạn. Thì cái đĩa của nó cũng đang rất là mới các bác nhá. Các bạn này. Đĩa cực kỳ mới luôn. Đây, đây cái má của nó này. Đấy. Rất chi là mới. Không còn gì để bàn cãi về cái cặp bánh này rồi các bạn. Đấy. Giá bây giờ nó cũng rất chi là rẻ đấy các bác ơi. Rẻ hơn rất nhiều so với lại lúc mà mua mới các bác nhé. Cặp này giờ giá nó cũng hai mấy triệu các bác. Trên 20 triệu các bác nhé. Đấy lốp này sản xuất đẹp Pháp luôn này. Made in France này các bác này. Đấy. Lốp Mavic này chạy rất là bền các bác nhé. Dòng này thì Mavic này nó bền lắm, cái carbon của nó rất chi là cứng luôn. Đấy. Bạc đạn của nó thì nó cũng thuộc cái dòng phân khúc siêu bền luôn các bác ơi. Giá rất chi là mềm mại và rất là bền. Đấy. Thì có điều là cái thằng này thì chắc chắn là chạy để mà nói về tốc độ thì nó sẽ không thể ngon được bằng cái thằng Jeep hay là thằng Kamba các bác nhé. Đấy. Về giá thì chắc chắn là giá nó sẽ mềm hơn. Đấy, nhưng mà đấy là giá lướt thôi, còn là giá xuất xưởng nó rất là cao các bác ơi. Giá xuất xưởng rất là cao đấy. Nhưng mà nói về cái độ bền thì chắc chắn là nó rất chi là bền luôn. Carbon của nó rất là cứng. Em khẳng định với các bác là thằng carbon này nó còn cứng hơn là carbon của Kamba này. Rất chi là bền luôn. Đấy, Kamba vậy nhưng mà cái carbon của nó cũng bình thường thôi. Carbon của nó vẫn thằng dưới cơ thực của cái thằng Jeep các bác nhé. Thằng Jeep carbon nó rất là ngon luôn, rất là cứng. Đấy, những cái cặp bánh phanh cơ của nó, cái má của nó các bác chạy mãi mà không thấy nó mòn luôn các bác. Kể cả cái thằng Mavic này cũng thế này. Đấy, các bác mà đầu tư vào những cái má carbon mà nó hàng đắt tiền hơn triệu đôi đấy, xài miên man luôn. Bóp cái má phanh của nó dùng bóp nó cứ chai lại các bác. Nó rất chi là lâu mòn. Thì em vừa quay chi tiết cho các bác cặp bánh carbon Mavic, dòng này là dòng phanh đĩa các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng cái cặp bánh này thì liên hệ với em số điện thoại 0936525998. Số này em có kết nối luôn cả Zalo. Các bác cần thêm hình ảnh thì cứ nhắn cho em. Nói chung là bánh đẹp thì nói chung là không có cái chỗ nào để mà chê nữa rồi các bác. Rất chi là mới luôn. Mới như kiểu là vừa ở trong cửa hàng ra các bác. Rồi em kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã ủng hộ và theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.